Hôm nay ngày 1 tháng 8, Thánh Alfa Maria Liguori giám mục lễ nhớ. Thánh Alfa qua đời vào ngày 1 tháng 8 năm 1787, thọ 91 tuổi. Ngài chào đời vào ngày 27 tháng 9 năm 1696 trong gia đình De Liguori ở Napoli, Ý. Mới 16 tuổi, Ngài đổ bằng tiến sĩ luật vô cả đạo lẫn đời, trở thành một luật sư nổi tiếng. Vì Ngài thấy rằng với nghề này, người ta khó tránh được áp lực của đồng tiền, buộc phải bảo vệ sự bất công, Ngài quyết định trở thành linh mục. Ngày 21 tháng 12 năm 1726, Ngài thụ phong linh mục lúc 30 tuổi. Qua những kinh nghiệm trong đời sống mùa hồ, Ngài lập dòng Chúa Cứu Thế vào năm 1732. Dòng này dấn thân phục vụ cho tầng lớp nhân dân thấp hèn, bị bỏ rơi về mặt tôn giáo, đạo đức. Ngài gặp nhiều chống đối cả về mặt tôn giáo khi thành lập dòng. Dù vậy, vào năm 1749, luật dòng cũng đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 14 phê chuẩn. Thánh Alfa luôn là một tu sĩ đạo đức và là một nhà khổ hạnh nghiêm nhặt cả lúc Ngài trở thành giám mục của địa phận Agata de Gotti vào năm 1762, lúc Ngài đã 66 tuổi. Ngài dành tất cả phần lớn thời giờ cho tòa giải tội hay trên tòa giải. Sau 15 năm cống hiến cho địa phận, Ngài từ chức và lui về Nocera de Pagani. 12 năm cuối đời, Ngài chịu nhiều đau khổ về mặt thể xác cũng như tinh thần, nhưng sau đó Ngài cũng tìm được bình an và yên giấc trong tay Chúa. Ngài viết trên 100 tác phẩm tôn giáo, quyển Thần học luân lý xuất bản năm 1748 và những hướng dẫn cho các cha giải tội, tạo được nhiều ảnh hưởng lớn trong hội thánh. Ngài được phong thánh vào năm 1839 và được nâng lên hàng tiến sĩ hội thánh vào năm 1871.